lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác. Hôm nay là em xin giới thiệu một mẫu dây loa. Giá của nó rất là bình dân nhưng chất lượng âm thanh của nó rất là tốt. Dây loa Nhật Canara, thương hiệu là Canara nha. Dây này thì nó rất là mềm, rất mềm. Hàng về nguyên cuộn. Loại nào thì bên em bán theo mát. Bác nào dành cho bác nào mà xài loa mà mình treo tường á, khoảng cách nó dài thì mình lấy dây này. Nó rất là tốt. Loại dây là nó 3.0, 3 ly đấy, nhân 2, loại đôi. Đó, một bên đen một bên đỏ nha. Nó có phân cực rõ ràng, các bác mua về thì nhớ đấu cho nó phù hợp. Đó. Mắc in Japan. Điều đặc biệt loại của nó là đồng tơ sợi. Một bên là sợi đồng của nó rất là mịn. Đây, rất mịn luôn. Rất là mềm. Còn một bên là nó xoắn kép. Bên này là nó ra giải bát của nó rất là đều. Rất ấm luôn. Còn bên này là nó đánh trên giải cao á. Chúc trét và mi của nó lên nó ổn định, nó sáng hơn rất là nhiều. Đó. Cái này thì em dư trong kho tầm khoảng chục cuộn nha. Bên em có bỏ xỉ lại nha. Đó, bác nào lấy thì lấy xỉ thì inbox Zalo cho em. Đó, hàng cao cấp. Đó, hàng về nguyên thùng này. Nhập về nguyên thùng như thế này. 80m một cuộn này. Mắc in Japan. Đó, đây nguyên cuộn. Em lấy ra 2 cuộn thôi. Còn mấy cuộn ở trong nhà em để trong á. Loại này đợt này nó rất hiếm nha. Tại vì thường như trên thị trường nó hết hàng rồi. Em thì bữa trước may nhờ em ôm nhiều nên còn lại chục cuộn. Nó Mắc in Japan Canada. Dây của nó là rất là mềm. Rất mềm luôn. Đó. Canada. Em quay kỹ cho các bác tất cả các bên để các bác thấy rõ luôn. Đó. Mắc in Japan. Dây này thì bên em bán với mức giá là 40.000 một mét. Lấy 10 mét bên em bao ship. Ship hàng toàn quốc nha. Nhận hàng, kiểm tra ok, đúng hàng là mới thanh toán. Đó. Nhớ là các bác kiểm tra đúng hàng như thế này rồi mới thanh toán. Đó, các bác mua hàng thì liên hệ theo số điện thoại là 0969 569 157 nha. Hoặc số Zalo của em là 0969 569 157 luôn. Đó, bác nào mua hàng thì liên hệ. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Rồi xin các bác hãy cho em một lượt đăng ký và nhấn cái chuông ở bên phải ấy, thì mỗi lần em ra cái video nào thì nó sẽ thông báo về cho các bác. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác nha.